Chào mừng quay trở lại với kênh của mình và mình là Dylan. Hôm nay sẽ là video tiếp theo trong series hướng dẫn làm nhạc. Và bây giờ sẽ là Từng Quen. Rồi, vẫn như mọi khi, công đoạn đầu tiên trong cái công cuộc làm một bài nhạc sẽ là đo tempo và tìm hợp âm. Thì mình sẽ vẫn tìm ở trên trang là ontam.com bằng cách đo bằng tay nha. Bài này mình sẽ đo được tempo là 154. Sau khi set tempo các thứ đầy đủ thì mình sẽ viết hợp âm nha. Hợp âm mình sẽ vẫn tìm ở trên trang hợp âm chuẩn mà mình viết theo. Đoạn nào không quá cần thiết thì mình sẽ tua nhanh. Ok, nhạc cụ đầu tiên mình sẽ viết đó chính là 808. Mình sẽ vẫn sử dụng VST là 808 Bay Module 3. Và mình sẽ sâu kỹ cái cách viết nhạc cụ 808 này cho mọi người cùng xem. Rồi, cùng lắng nghe thành quả nhé. Tiếp theo mình sẽ viết cái nhạc cụ plug của nó nhé. Thì mình sẽ chọn cái VST là Flex. Mình sẽ điều chỉnh thông số của nó một chút để tạo ra cái tiếng nó na na với cái tiếng bản gốc. Đây là cái nốt của nó này. Thì mình sẽ cho ngắn lại. Đấy, nghe cũng khá khá rồi đấy. Bây giờ mình sẽ tạo một cái pick nha. Để mình phải automation. Mình sẽ viết cái pick của cái nốt đầu tiên. Mình sẽ kéo xuống. Tiếp theo mình sẽ tạo một cái automation pan nữa nha, mình sẽ lắc sang hai bên tai. Rồi bây giờ mình sẽ viết thêm một cái nhạc cụ plug viết giai điệu nữa. Cái melody của cái đoạn này nó sẽ bao gồm hai phần, một phần là plug, một phần là cái nhạc cụ string. Và cái tiếng melody này nó sẽ là cái tiếng string. Mình sẽ phải chỉnh thông số nhẹ nhẹ một xíu thì nghe nó sẽ giống hơn. Bây giờ mình sẽ remix bộ drum nha. Mình sẽ làm một tiếng trống trước. Và bây giờ mình sẽ viết bộ percussion của nó này. Với clap. Với percussion, tiếng gõ. Với tiếng snare phụ. Với tiếng hi-hat.
Rồi, cùng nghe full bộ RAM nhé. Rồi, đây là một tiếng syncode để mình đệm vào phần điệp khúc nha. Một tiếng code cho phần intro này. Rồi một tiếng piano điện cho phần điệp khúc. Phần guitar và đoạn outro. Phần string outro. Ở đây mình có thêm một vocal chop cho phần dồn của bộ drum. Bây giờ cùng lắng nghe thành quả nhé. Đừng quên like, đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận những video mới nhất đến từ mình. Join Discord server để nhận free FPP cũng như là tip trick làm nhạc đến từ mình nhé. Xin chào!